Nhằm chuẩn bị kỳ họp cuối năm Hội đồng Nhân dân thành phố, chiều nay, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Nha Trung chủ trì buổi làm việc để nghe ý kiến tham gia của các hiệp hội, các chuyên gia trên địa bàn thành phố cho định hướng phát triển kinh tế thành phố giai đoạn 2020-2025. Thông báo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội của thành phố năm 2020, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Nha Trung cho biết, do tác động của dịch COVID-19 và tình hình thiên tai bão lũ, năm 2020, thành phố có 8 trên 11 chỉ tiêu không đạt kế hoạch. Lần đầu tiên, kinh tế thành phố tăng trưởng âm đến hai con số, âm 9,26%. Đã có 774 doanh nghiệp giải thể và 1.863 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động. Tổng vốn đầu tư phát triển giảm 6,1%, thu ngân sách đạt 63% dự toán. Giải ngân đầu tư công chậm đến cuối tháng 10 năm 2020 đạt 40%. Bên cạnh đó, thành phố cũng có một số điểm tích cực như quyết liệt khống chế và kiểm soát được dịch bệnh, an sinh xã hội đảm bảo. Thành phố cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 6 dự án đầu tư trong nước ngoài khu công nghiệp, 12 dự án trong nước trong các khu công nghiệp, khu công nghệ cao. Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 119 về thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đặt ra 3 nhiệm vụ trọng tâm đột phá, trong đó khắc phục ảnh hưởng của đại dịch, sớm lấy lại đà tăng trưởng kinh tế xã hội. Các chính sách hỗ trợ của trung ương và địa phương cần lấy doanh nghiệp làm trung tâm, giảm gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, thâm nhập, phát triển thị trường. Thành phố cần tập trung phục hồi nền kinh tế nhiều hơn là sự phát triển ít nhất là trong năm 2021. Đẩy mạnh hơn nữa trong đầu tư công, xem đây là động lực để phát triển. Đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá hình ảnh về Đà Nẵng.